Và clip ngày hôm nay thì Minh Vũ xin được giới thiệu luôn toàn thể các bác và anh em một mẫu loa mang thương hiệu của Mỹ. Và cái mã này thì rất là hay các bác nhá. Và em có duy nhất hai cặp đẹp, đẹp xuất sắc, đẹp nhất hết đầu luôn các bạn, đẹp như mới. Và để kiếm được những cái dòng loa bãi, nó còn đẹp từ hình thức đến nội thất, bát check tất cả từng con ốc đều zin hết các bác nhá. Đó. Xin được chào mừng toàn thể các bác quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã đến Tết rồi các bạn, rất là nhanh, một năm đã trôi qua đi. Và cái thời gian này thì em vẫn gửi xe và đi lắp đặt cho những bác khu vực nào mà không quá là xa thì em vẫn hỗ trợ lắp đặt được. Còn những bác ở xa quá, ở khu vực miền Trung, miền Nam ấy, hoặc là trên khu vực gọi là Điện Biên, Điện Bùng các thứ xa xôi như thế thì không đi lắp được các bác nhé. Chỉ có chỗ nào gửi xe được thì em sẽ gửi xe các bạn. Còn những chỗ nào gửi bưu điện thì hẹn các bác vào hẹn các bác sang năm. Đấy, sang năm thì ăn Tết xong thì bắt đầu bưu điện người ta làm việc thì em sẽ gửi. Hôm nay thì em có duy nhất hai cặp dòng TB model 8012 các bác nhé, model 8012. Thì những cái mã 8012 để kiếm được những dòng mà nó còn đẹp như thế này và này còn bát neo nhé, bát neo thì rất là hiếm đó. Và em có duy nhất hai cặp thì các bác, em đã tháo sẵn rồi và tất cả zin từng con ốc một lần các bác nhé. Dòng này ốc của nó là ốc ốc hoa thị này đó, zin từ ốc bên ngoài cho đến bên trong zin hết. Đấy. Dòng này thì tép là tép Citizen, họng là họng gang các bác nhé. Đấy, những cái mã họng gang này thì rất là VIP và cái tiếng của nó hay lắm, thực sự nó hay hơn cả cái loại leo các bạn, hay hơn cả loại leo. Em đánh giá về cái dòng này rất là cao và đặc biệt em rất thích những cái dòng check như thế này này. Đó. Thực ra cái check này là check của hãng Citizen này. Nhưng mà ở đây thì của hãng TB Mỹ, người ta gắn cái tem của hãng người ta TB này, Made in USA. Đó, đẹp lắm các bạn. Nói chung là đẹp. Bên trong này các bạn nhìn này, nó chỉ có một chút bụi thôi. Thực sự để kiếm những cặp loa mà nó còn đẹp như thế này rất hiếm. Đây em còn chưa lau chùi các bác nhé, vừa nãy mới tháo này các bác nhìn chưa? Em chưa lau chùi, vừa nãy mới tháo này. Quá đẹp các bạn. Đây, bát của loa đây các bác nhé. Tất cả đều zin đẹp hết, đẹp lắm. Đó, đẹp lắm. Ở đây thì có hai cặp thì một cặp cái này thì tem kiểu như này thì đều là bát neo đều mất xịn, nó chỉ có khác tem lên các bác nhé. Đây, hai loại này thì cũng đều là mã KP0 ở đâu là mã 8012. Đấy, đều là mã 8012, rất đẹp, tất cả zin hết các bác nhé, zin đẹp. Nói chung kiếm những cặp này các bác chơi khỏi phải nghĩ luôn. Đây, phân tần này, phân tần của dòng TB thì các bác nhìn này. Đó, dòng TB thì nó độc quyền, nó chỉ có kiểu như thế này thôi, từ bát 25, 30, 40. Và em cũng xin báo giá luôn. Nói chung là đẹp thùng vách các thứ nhá, có nghĩa là thùng vách như mới luôn. Ê căng của nó đây này. Đó, ê căng của loa này. Còn đây là cái ốp viền này. Đó, em báo giá luôn toàn thể các bác, 13 triệu một cặp các bác nhá, 13 triệu một cặp, một mức giá phải nói là quá là ngon luôn. Thực sự để kiếm những cặp loa nó còn đẹp chất mà ít sử dụng như thế này, mà đặc biệt là nó còn hay nữa chứ. Dòng này thì rất là hay nha các bác nhá. Trong các cái phân khúc khẳng định các bác là tầm tiền như này thì không có loa nào có thể vượt mặt được cái dòng TB mà bát neo check Citizen này. Đấy, check Citizen và họng là họng gang các bác nhá. Đấy, những cái mã như này là quá là hay, viết thùng vách các thứ đẹp, kiểu dáng rất đẹp. Bây giờ thì vẫn gửi xe kịp đi cho toàn thể các bác về chơi Tết. Nên anh em có nhu cầu muốn sở hữu những dòng loa xịn, đẹp, chất với mức giá thành hợp lý như thế này thì liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ nhé. Còn clip này thì em xin phép được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.